Họa sĩ, anh ta không chỉ có tư duy trừu tượng mà còn là một nhà triết học. Như họa sĩ Trương Bé đã nói, với bộ sưu tầm các tác giả, tác phẩm, nghệ thuật trên chất liệu sơn mài, đầy cảm xúc, người thưởng lãm sẽ được đắm chìm trong một không gian màu sắc nhiều tầng lớp, được suy tưởng về một thế giới siêu hình nhưng có hình, có màu, rất đẹp, nhưng chứa đầy những suy tư. Mỗi tác phẩm mang tư tưởng, tư duy biện chứng rất cao, nhưng quý vị cũng sẽ thấy sự cô đọng, khúc chiết trong từng bố cục. Những tác phẩm cố định trong sự biến động. Sự biến động, nói cách khác, nó là sự tái hiện suy tưởng của họa sĩ.